Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần đề nổ từ xa của chiếc xe bán tải Colorado. Đề nổ từ xa cộng lên xuống kính từ xa. Cũng có rất nhiều người đã làm video để hướng dẫn này rồi, nhưng mà tôi biết là rất nhiều người chưa biết về cái cách sử dụng về cái đề nổ từ xa và lên xuống kính từ xa này ạ. Đây, thưa quý vị và các bạn, chiếc xe Colorado ở phiên bản 2017 này thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái phần xuống kính, lên hoặc xuống kính tự động. Quý vị và các bạn chỉ cần thao tác ở trên cái điều khiển của chiếc xe này là bấm vào nút mở khóa này để xuống kính này, bấm và giữ khoảng độ 3 đến 5 giây. Bấm và giữ khoảng 3 đến 5 giây thì chiếc xe này sẽ tự động xuống kính. Và cũng tương tự như vậy, ta sẽ bấm vào nút khóa cửa và giữ 3 đến 5 giây thì cái kính nó sẽ lại lên. Đây ạ, cái kính đã lại lên bình thường rồi ạ. Và cái phần đề nổ từ xa thì không phải ai cũng biết được, đây là cái nút đề nổ từ xa ở trên chìa khóa đây ạ. Ta chỉ cần thao tác này, bấm nút khóa và giữ cũng 3 đến 5 giây. Chiếc xe đã bắt đầu nổ máy. Chiếc xe đã nổ máy rồi thưa quý vị ạ. Trong cái trường hợp chúng ta dùng đến cái chức năng này là ví dụ như chúng ta để xe ở ngoài trời đang rất là nắng nóng mà chúng ta chuẩn bị để lên xe, thì trước khi lên xe khoảng độ 5-10 phút thì chúng ta có thể cho nổ từ xa để cho điều hòa nó hoạt động, để chúng ta bước lên xe thì là xe đã mát rồi ạ. Đấy, tôi sẽ giới thiệu. Vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn rất chi tiết rồi. Mong quý vị và các bạn có thể tự tìm hiểu theo clip của chúng tôi và quý vị và các bạn đã sử dụng được chiếc xe của mình ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.